chương không một phương bắc hàng thổ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cái này một nhóm hàng hóa muốn vận đến thành sitenko tham gia năm nay phương bắc đấu giá hội hy vọng bán cái giá tốt có thể sống qua năm nay luồng khí lạnh tất tất tốt tốt giao lưu âm thanh từ bên tai của su mần truyền đến quấy nhiễu toàn bộ ý thức ai đang nói chuyện rõ ràng trong nhà chỉ có ta một người nơi nào đến là lẫm thanh âm Su Mần cảm thấy không ổn, vội vàng căng ra mí mắt. Tầm mắt đầu tiên là mơ hồ, lại bịt kín một tầng màu lờ mờ, đang có yếu ớt nguồn sáng từ phía trước chiếu tới. Kia là đèn bảo treo ở bên trên lồng sắt. Tại dưới ánh đèn mờ, Su Mần nhìn thấy lồng sắt lớn cỡ một người, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, cơ thể phía dưới phủ lên cỏ khô, lạnh thấu xương gió đêm xuyên thấu qua lồng sắt, vù vù quét ở trên người, để Su Mần đánh cái rùng mình. Cộc 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 có cảm giác tiết tấu tiếng vó ngựa, từ phía trước truyền đến, nương theo lấy chính là lồng sắt lắc lư. Su mần thấy thế minh ngộ, phía trước có chừng sở trường cước lực ngựa súc, ngay tại kéo lấy lòng sắt xe chạy. Mang mấy phần lòng hiếu kỳ, Su mần ngưng mắt nhìn lại. Màn đêm bao phủ trên cánh đồng tuyết, màu trắng xám, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu thân thể giống như ngựa đen nhánh sinh vật, ngay tại trong đêm tuyết chạy vội. Tinh tế nhìn lại, những cái kia đen nhánh sinh vật trên thân, hai bên xương sườn chỗ, thình lình sinh trưởng một loạt con mắt, hiện lên màu nâu nhạt, tại dưới ánh đèn hơi rung nhẹ, nếu là người bình thường mắt thấy cảnh này, nói không chừng còn kinh hãi hơn thất sắc, gọi thẳng gặp quỷ. Nhưng với tư cách, Eternal này bên trong có thể xưng cốt hôi cấp player summon, thật không có nửa phần bối rối, vẹn vẹn bằng liếc mắt, hắn nhận ra đối phương là tuyết yểm mã, tại phương Bắc hàng thổ bên trong, đây là thường thấy nhất vận tải công cụ. Có thế xác theo đó, Mần ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, phương Bắc hàng thổ. Đây không phải Eternal Night, trò chơi chủ thế giới bên trong, nhất phương Bắc mạnh đất kia khu sao. Eternal Night là thế hệ mới game giả lập, do Apocalypse công ty nghiên cứu phát minh cùng vận doanh, từ phát hành đến nay, một mực đăng đỉnh tại trò chơi nhân số bản quan vị, như thế lửa nóng toàn cầu trò chơi, tự nhiên nuôi sống một nhóm lớn game thủ chuyên nghiệp. Tỷ như... Su Mần chính là một thành viên trong đó. Su Mần là mở server vào hố thâm niên player, tại trò chơi mở ra tiền tệ hối đoái ngân hàng về sau, hắn liền dựa vào lấy Eternal Night cày tiền mà sống, tại trò chơi vòng tròn bên trong người người xưng đến một tiếng tan cẩu, có thể thấy được, thực lực của hắn là lấy được tán thành. Không chỉ như thế, Su Mần còn là Duxfield tương quan công lực tổ bên trong hạch tâm thành viên, cũng là khu hoa hạ số ít mấy cái, có thế có hy vọng bước vào bán thần kỵ sĩ cấp cao. Cho dù nửa đời trước nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này, Su Mận đối mặt với ly kỳ một mạng, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ta tại trên vùng đất của thế giới Eternal Night. Su Mận vuốt vuốt đầu, rõ ràng tại trong ấn tượng của hắn, chính mình uống mấy bình bia, liền lên giường đi ngủ, không có nằm vào cabin trò chơi. Còn nửa một điểm, nếu như hắn thật chui vào thế giới Eternal Night, dựa theo cá nhân tài khoản, Su Mần với tư cách kỵ sĩ cấp cao, lại là thuộc về Duxfield cường giả đỉnh cao, cũng không nên thân hãm trong lòng giam. Không, ta tình huống không thích hợp việc. Mang mấy phần hoang mang, Su Mần nhìn về phía cơ thể. Có chút dơ giấy bẩn thiểu màu xám áo khoác phía dưới, gầy gò lại mảnh mai cơ thể, mặc lấy cùng màu xám áo lót, phía dưới là thẳng ống quần dài, bởi vì chân gầy gò, gió đêm thổi lên ống quần, giống như là khí cầu bọc tại tiểu hài tử trên thân trong cơ thể đã từng tràn đầy lực lượng không gặp, chỉ có rõ ràng cảm giác suy yếu dâng lên. Trọng yếu nhất chính là, Xuân Mần xuyên thấu qua ánh đèn, phát hiện da của hắn trở nên trắng nõn tinh tế, không còn là trước kia màu lúa mì. Thân thể này không phải là Xuân Mần trò chơi nhân vật. Chẳng lẽ ta đăng nhập sai tài khoản rồi? Không. Không có khả năng. Xuân Mần phủ định ý niệm. Tại khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thế hệ, với tư cách chiếu cố xã giao lĩnh vực toàn dân trò chơi, Eternal Night bên trong hình tượng quyết định bởi tại hiện thực dung mạo, không tồn tại chỉnh dung điều kiện. Ngoài ra, mỗi cái công dân khóa lại một cái tài khoản trò chơi, cũng không tồn tại đăng nhập sai tài khoản khả năng. Cho nên nói, kết hợp kể trên manh mối, có vẻ như chỉ có một đáp án, ta sẽ không là xuyên qua thành. Dân bản địa bên trong thế giới Eternal Night A. Su Mần tự lẩm bẩm, với tư cách văn học mạng kẻ yêu thích hắn đối mặt với cảm giác quen quen như thế nồng đậm tràn cảnh không cần suy nghĩ quá lâu trong lòng thản nhiên toát ra ý niệm thậm chí hắn trước kia quét billy tv video thời điểm thường xuyên đi theo mưa đạn chơi xuyên qua ngạnh thế nhưng là khi sự tình chân chính rơi xuống trên đầu của mình xu mần phản ứng đầu tiên lại không phải mừng rỡ như điên chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ giống như là mất đi đồ vật gì quả nhiên trên mạng tiểu thuyết là gạt người. Loại chuyện này không giống ta tưởng tượng bên trong để người mừng rỡ. Ai, đây chính là dịp công thích rồng đa. Chí ít có cái tin tức tốt, ta không có xuyên qua thành nữ. Mãi cho đến gào thét gió lạnh, thổi đến su mần gương mặt đau nhức. lúc này, hắn cuối cùng khôi phục, ý thức được cá nhân tình cảnh. Trong màn đêm còn có không ít lòng sắt, nơi này là nô lệ đội xe sao? Thân phận của ta là ai? vì sao bị giam vào lồng sắt? Ý nghĩ này giống như là một cái chìa khóa, cậy mở cái nào đó điểm mấu chốt, đột nhiên, một cổ lạ lẫm ký ức từ não hải xông tới, để su mần không khỏi ông đầu ngồi sổn phòng, miệng có chút mở ra, phát ra như giả thú dãy dụ tiếng trên nhẹ, hí kha, dét zét ghét. Nửa ngày đi qua, su mần khôi phục trạng thái bình thường, một lần nữa trận mắt về sau, hắn lộ ra mấy phần suy tư. Nguyên thân danh tự là su mần. Stuart gia tộc lẫn trốn con cháu. Giờ khắc này, hắn kế thường nguyên chủ ký ức. Su mần chỗ xuyên qua cơ thể, nguyên chủ danh tự là Su mần Stuart, Stuart là hắn gia tộc dòng họ. Stuart gia tộc, tại phương Bắc hàng địa bên trên rất có danh vọng, đã từng là thờ phụng Sivermon chi chủ, giáo phái thế lực, thủy ngân thiên xứng, dưới quyền bọn họ trọng yếu tín đồ, mỗi năm bày đồ cúng tài phú. Để báo đáp lại, Stuart gia tộc thu hoạch được một chút quyền lực tại phương bắc hàng địa lớn nhất bến cảng cảng nộ sa cái kia một tòa phồn vinh thịnh vượng trong thành thị trên chúng nghị hội có bọn hán ghế bởi vì cái gọi là quyền lực cùng đấu tranh là sen lẫn phẩm làm mọi người thu hoạch được quyền lực đồng thời thường thường cũng sẽ cuốn vào đấu tranh Stuart gia tộc chính là cuốn vào một trận quyền lực trò chơi mà lại còn là điện ảnh thăng cấp bản tại Su Xu Mần xuyên qua trước một tháng, cản nộ xa bên trong bộc phát giáo phái đấu đá, lúc đó, hai cái trưởng quản nội thành chính thần giáo phái cạnh tranh quyền lực, khiến cho cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, Stuart gia tộc bị liên lụy vào vòng xoáy lớn. Lúc ấy trưởng khống gia tộc bá tước tiên sinh, cũng là Su Mần tổ phụ, Randan, Stuart, hắn tính cờ bạc rất nặng, muốn nhờ vào đó cực lớn một lần. Thế là, vị này giàu có tinh thần mạo hiểm bá tước tiên sinh, chủ động cho Thủy Ngân Thiên xứng đảm đương, đầy tớ, mọi chuyện dành trước ra sân, nhô ra một cái chính diện mãn phu, dẫn đầu sông tháp, sông đến sau mang vương còn chịu khó. Kết quả gia tộc phía sau Thủy Ngân Thiên xứng, tại đó phiên đấu tranh bên trong tổn thất quá lớn, giáo phái cao tầng vì cầu dừng tổn hại, chủ động lấy thất bại rời trận. Quả thực là chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ vì sao trước hàng kinh điển án lệ. Bởi vì đấu tranh thất bại, cần phải có người đứng ra cổng nồi, thế là Stuart gia tộc biến thành vật hy sinh tại cuối cùng tuyên án bên trên bọn hắn bị vu oan thành cái khác giáo phái nội ứng cổ động thủy ngân thiên xứng trù hoạch toàn bộ chiến tranh phía sau màn hắc thủ có xét thấy randan Stuart mãn phu tác phong Su mần cảm thấy lần giải thích này thực tế là khảo nghiệm mỗi cái người xem trí thông minh thủy ngân thiên xứng từ bỏ toàn bộ Stuart dùng cái này đổi lấy đối thủ thỏa hiệp đây là tới từ minh hữu đâm lưng may mắn cái kia dẫn đầu sông tháp bá tước tiên sinh, mặc dù tính cờ bạc dày đặc, nhưng giữ lại quý tộc truyền thống tiểu tâm tư, sớm tại đại thế không ổn trước, bá tước tiên sinh phân phát trọng yếu đám con cháu, để bọn hắn trốn hướng bắc địa các nơi, mai danh ẩn tích, để miễn cho bị địch nhân tận diệt. mần Stuart, chính là lẫn trốn con cháu bên trong một viên. Đây là nguyên chủ thân thế bối cảnh. Phát sinh ở cảng nộ sa giáo phái đấu đá sự kiện, lực ảnh hưởng khá lớn, cơ hồ phóng xạ gần phân nửa phương Bắc hàng thổ. Với tư cách mở server vào hố thâm niên player, Su Mần kinh lịch hết thảy phiên bản thay đổi, bởi vậy, khi hắn tiếp nhận nguyên chủ ký ức về sau, không cần suy nghĩ quá lâu, liền đánh giá ra tự thân vị trí thời gian điểm, cản nộ xa sự kiện. Tự như là quan phương đẩy ra cái thứ nhất trò chơi thiên chương bên trong, phát sinh ở phương Bắc hàng thổ cố sự tuyến. Hí kha, chết chết chết, ta thế mà sống lại đã đến mở server thời kỳ. Su Mần cảm thấy không hiểu ê răng, phải biết, đoạn thời gian đó được vinh dự người mới địa ngục. Mặc kệ là cái khác trò chơi chuyển đến nghề nghiệp lão điểu, còn là manh tân player, hết thảy gậy kích trầm xa, tại kịch bản đại thế bên trong bị treo đánh đập. Từng cái mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu khổ, chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn điểm cái chịu khổ thiên phú cây. Căn cứ quan phương trên diễn đàn bản thống kê, hết thảy player bầu bằng phiếu ra nhân sinh, hát lịch sử, bên trong, cái thứ nhất trò chơi thiên chương phương bắc nhạc dạo là bọn hắn vĩnh viễn ác mộng nó bùng đen mức độ đại khái có thể so với nhìn màn ảnh nhỏ thời điểm cha mẹ đột nhiên xâm nhập trong phòng xã hội tính tử vong jpg cứ việc eternal nay bắt đầu đuổi người mới nhưng cũng có từng đám tân hỏa đám người tre già măng mọc ra trận cho những người mới lục lọi ra từng đầu trưởng thành lộ tuyến để bọn hắn có thể từ nằm sắp chơi tình trạng lên cao đến quỳ chơi mức độ tỉ như su chính là trong bọn họ khai hoang người còn là hạch tâm thành viên đối với thời gian này phiên bản su mần có chút quen thuộc bất quá dù là su mần có có thể so với kirito lão gia địa vị trọng yếu cũng vô pháp cải biến một điểm đó chính là eternal này tính đặc thù các player đối với thế giới eternal nai lực ảnh hưởng có hạn bởi vì trọng yếu nhân vật trong kịch bản bọn hắn thực lực cấp độ quá cao mỗi cái phiên bản bên trong những cái kia kịch bản bên trên nhân vật trọng yếu, cá thể thực lực xa xa áp đảo người chơi bình thường. Không, nói cho đúng là toàn thể player. Đơn cử rõ ràng nhất ví dụ. Mãi cho đến su mần trước khi trùng sinh, tuyến đầu công lực tổ thành viên, nấc thang thứ nhất toàn cầu cao thủ, cũng chỉ khó khăn lắm đụng chạm đến bán thần cấp độ ngưỡng cửa, nhìn qua có chút cường đại. Nhưng nếu đặt ở cái kia hắc quyên bộc phát, cổ lão phong ấn giải trừ, toàn bộ đại địa lâm vào hắc ám vĩnh dạ thời kỳ. Là cũng là Eternal Night, lớn hậu kỳ phiên bản, có thể được xưng tụng bán thần nhiều như chó, từ thần đi đầy đất thế giới bối cảnh phía dưới, bọn hắn bọn này player, vẫn như cũ là pháo hôi phương diện, không đáng giá nhắc tới. Một đám pháo hôi đối với toàn bộ kịch bản tuyến, lại có thể tạo thành bao lớn lực ảnh hưởng. Cho nên nói, trên diễn đàn còn có một câu nói đùa, nếu như là cái khác trong trò chơi thiên tai thứ tư, người người e ngại đám tên điên, như đặt ở Eternal Night, thế giới bên trong, hết thảy tất cả đều là một đám tiểu lão đệ, bởi vì Eternal Night, kịch bản bản thân, chính là kinh khủng nhất thiên tai. Cái gọi là các player, tại bên trong thế giới Eternal Night chỉ là một đám công chúng. Nghĩ tới đây, su mần có chút ngồi không yên, hắn đưa lưng về phía đèn bảo, hướng trong bóng tối nhẹ nhàng nói mới lấy, Apocalypse chủ não. Ta là người thân yêu người chơi trả phí chủ não ngươi vẫn còn chứ? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có trong đêm tuyết gió lạnh, vù vù rung động, đáp trả hắn kỳ cánh. Hí kha, chết chết chết, su mần hít một hơi lạnh khí, đẩy lòng bóp tắt ý niệm. Xem ra là lạnh xuyên qua. Từ nơi sâu xa, su mần không hiểu có rồi một loại dự cảm. Tại bên trong thế giới Eternal Night, đã không còn người chơi khác dáng lâm. Tương lai lại càng không có, cái gọi là thiên tai thứ tư. Đương nhiên, đời trước các player cũng không thể hình thành thiên tai, mạnh mẽ bị kịch bản đại thế nghiền thành cạn bã. Đây coi là không tính là một người chống được hết thảy. Tự dễu khổ bên trong làm vui một phen về sau, su mần bình phục tâm tình, một lần nữa tỉnh lại, bất kể như thế nào, ta trước được thoát ly tuyệt cảnh mới được. Su mần một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía lòng sắt bên ngoài thế giới. Giờ phút này, đồng tuyết bên trên màu trắng xám, giống như hắn lòng sắt xe ngựa, hội tụ thành trường long dọc theo đất tuyết gấp rút chạy tới nương theo lấy tiếng vó ngựa su mần chải vuốt nguyên chủ ký ức từ ký ức lên đến biết nguyên chủ không phải là bị stuart đám địch nhân bắt lấy tương phản trên thực tế thân phận của hắn ẩn tàng đến phi thường thành công sớm lẫn vào một cái bình thường thương đội còn trở thành trong thương đội tầng dưới chót thành viên thường thường không có gì lạ không biết làm người khác chú ý cho nên cái này thường thường không có gì là phổ thông thương đội bất hạnh gặp gỡ trên cánh đồng tuyết đám giặc cướp, còn là treo buồn đen các tinh anh thời điểm. đương nhiên, toàn bộ thương đội không có bao nhiêu sức chống cự. Bao quát thương đội thủ lĩnh thuê đến bình thường hộ vệ, bị đối phương như là làm thịt như heo, nhẹ nhõm giải quyết. Toàn bộ thương đội từ phát giác địch nhân đến chủ động đầu hàng, trước trước sau sau, vẹn vẹn dùng 3 phút. Đây là tiêu chuẩn hành hạ người mới cục. Không, cần phải gọi làm thịt heo cục càng chuẩn xác một chút nguyên chủ đi theo thương đội gặp nạn, phi thường không may, thuận thế biến thành tù nhân. Thật sự là có đủ chút xui xẻo. Su mần thở dài, lập tức, hắn lại nghĩ tới tự thân gặp phải nguy hiếp, những cái kia giặc cướp cũng không phải người tốt, bọn hắn sợ dĩ giữ lại đám người tính mệnh, đơn giản là muốn làm một bút nô lệ mua bán. Tại thành cô phương bắt đấu giá hội bên trên, đem bọn hắn chuyển đổi thành đáng tin kim bản, phong phú túi tiền mình. Tại luồng khí lạnh, tiến đến đêm trước, kiếm một món tiền tiền tài, bảo đảm tự thân có thể sống qua cái kia một đoạn ác liệt thời kỳ. Đây là mỗi cái bắt hàng người bình thường lựa chọn. Nói đúng ra, như là gấu bắt cực trữ lương bản năng, sớm đã khắc vào xương tủy của bọn họ bên trong. Tự như trên địa cầu Tết xuân trước, luôn có mấy cái phần tử ngoài vòng luật pháp, cam nguyện bốc lên phong hiểm gây án. Su Mân yên lặng tự dễu một câu, sau một khắc, hắn nhìn qua chung quanh lòng sắt, không khỏi cảm thấy ê răng, cái này bắt đầu cũng quá âm phủ. Nhà khác người xuyên Việt, đi lên tóm lại có thế tự do hoạt động, mặc dù có cái nhân vật phản diện kỵ mặt, chí ít, tự thân còn có một đoạn phát dục thời gian. Nói không chừng, những cái kia nhân vật phản diện còn nhìn không ra nhân vật chính vấn đề, từng cái nuôi hổ gây họa, chủ động đưa công pháp đưa trang bị, đem vĩ đại, thêm dầu chiến thuật, phát huy đến cực hạn, sau bảo mẫu còn muốn tận tụy, có thể xưng tuyệt thế tốt trợ công kết quả đã đến trên người hắn, không có xinh đẹp mùi mùi cũng liền thôi, bản thân còn nhốt tại lồng sắt bên trong, căn bản không có phát dục không gian. Không cho ta lật bàn cơ hội a. À. Xu Su mần phi thường rõ ràng, lấy trước mắt hắn thân thể này, không có nắm giữ siêu phàm lực lượng, không có khả năng đánh vỡ lồng sắt. Một khi bọn hắn được đưa đến thành Sitenko, chỗ nên đón tự thân vận mệnh, tất nhiên là mang lên nô lệ gian hàng, giống như là gõ con dấu heo mẹ đồng dạng, mặc cho người khác chọn lựa hàng hóa, vận khí tốt hơn một chút, có lẽ còn có thể lưu cái thể diện. Bất quá, từ nguyên chủ có chút không tầm thường dung mạo bên trên suy đoán, điểm này chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Tại cái này luật pháp không đủ hoàn thiện, thậm chí là quý tộc vũ khí trong tay, chỉ biết bảo hộ đặc quyền bậc thềm bên trong thế giới Eternal này. Một số thời khắc, xinh đẹp nam hài nhưng so sánh nữ hài tử nguy hiểm được nhiều. Làm sao bây giờ? đang lúc su mần buồn rầu, có chút không có chỗ xuống tay thời khắc, đột nhiên, hắn cảm thấy trên người thắt lưng nóng lên, thuận tay sờ soạn, từ trong túi da tìm ra một bản gia thú quyển sách. Sách này không dày, nhưng xúc cảm bên trên ngoài ý muốn nặng nề, gia thú cũ kỹ, lại dẫn nhàn nhạt năm tháng cảm giác. Su mần nao nao, hắn nhận ra quyển sách lai lịch, kia là nguyên chủ rời khỏi gia tộc thời điểm, từ mẫu thân lưu lại di vật chồng chất bên trong, mang theo đi mấy món sự vật một trong, đồng thời cũng là mẫu thân khi còn sống có chút coi trọng đồ vật lúc ấy trên người hắn bồi bạn gia thú quyển sách sự vật còn có một thanh xám bạc dao găm cùng liên hệ thành viên gia tộc bí điểm địa đồ bất quá toàn bộ thương đội người bị giam giữ vào lòng sắt trước trên thân bị đám giặc cướp vơ vét một lần cái kia một thanh bề ngoài tinh mỹ xám bạc dao găm tự nhiên biến thành đám giặc cướp chiến lợi phẩm còn thừa không nhiều tiền tài cũng bị lục soát đi chỉ có gia thú quyển sách bởi vì bề ngoài không tốt, bị ngộ nhận là trách rưới rác rưởi, ở lại su mần trên thân. Đây là su mần trong lòng hơi động, khi hắn bưng lấy cổ phát quyển sách, tại dưới đèn bảo tinh tế quan sát. Sau một khắc, cổ phát quyển sách phát sinh dị biến, phía trên giống như da người màu vàng nhạt trang bìa, hơi rung động, từ trung ương xé rách ra một cái khe hở, cẩn thận nhìn lại, có màu đỏ tươi huyết nhục ở trong đó nhúc nhích, mấy hơi thở về sau, những thứ này huyết nhục ngưng tụ thành một đôi đen nhánh con mắt. Như màu mực con mắt, có chút chuyển động, một giây sau, nó khóa chặt gần trong gan tất su mần, trang bìa khe hở phía dưới dưới đấy, nhẹ nhàng chấn động bên trong, một đạo không lưu loát khàn khàn lại dẫn mấy phần thanh âm mê hoặc, truyền vào su mần bên tai, xem ra ngươi gặp gỡ phiền phức, con cháu của nhà Stuart. Cần ta viện trợ sao? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.